Hello, lô Dạm xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube kể chuyện Ngọc Family Channel Mến chúc sức khỏe đến đại gia đình của mình và chúc mọi người có những giây phút vui vẻ và thư giãn khi nghe những clip kể chuyện tâm sự thầm kín của em thì ngày hôm nay em xin phép kể một câu chuyện có thật về một cái anh chồng người Tây 65 tuổi này ông này ông lớn tuổi dữ lắm luôn và cưới một cái cô gái trẻ xinh đẹp như hoa hậu vậy đó. Cô này mới có 28 tuổi và sang Mỹ định cư. Thì những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm và hạnh phúc, nào ngờ đâu cái kết ta nói lên lết luôn. Thì đây là một cái giấc mơ Mỹ của rất là nhiều cô gái và đây là một câu chuyện nghe xong ta nó muốn rớt nước mắt của quý vị. Thì cái đêm tân hôn đêm đầu tiên đã xảy ra cái điều này và cô ấy đã tâm sự cho ngọc nghe cái câu chuyện này và em xin phép được giấu tên cô này à, cô này là lúc trước là một cái người diễn viên người mẫu nổi tiếng ở việt nam mình nhưng mà do là cổ đẹp lắm cho nên là cũng ở việt nam cũng có rất là nhiều anh chàng người việt nam cũng theo đuổi nhưng mà cổ lại không có chịu không hiểu vì sao nữa cổ chê hàng, 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 hàng nội cô thích hàng ngoại cô thích à, lấy chồng nước ngoài dạng vậy đó cho nên là uh, cô nó gái này cũng mộng mơ lấy chồng nước ngoài từ hồi còn nhỏ kìa cho nên là khi mà lấy cái anh chồng này á lớn tuổi thì cậy biến sau là một người thì đến với nhau thì bằng như một cái sự trao đổi qua lại vậy đó. Người thì đến vì tình, người thì đến vì tiền. Cái ông này ổng có đã có vợ có con trước đó rồi mà ổng ly dị. Rồi cuộc sống hôn nhân của ổng là coi như cũng đã từng có con với nhau rồi. Nhưng mà cái cô này thì cổ chưa có chồng, cổ chưa có người yêu bao giờ hết. Cổ là như là còn gạ con gái mà mà mới lớn vậy đó, 28 tuổi này rất là đẹp dáng người tôi nói đẹp lắm luôn. Nhưng mà do là cái giấc mơ Mỹ nó lúc nào cũng hiện hữu trong lòng của cổ cho nên là cổ không chịu lấy chồng Việt Nam. À, thì cổ mới tâm sự với Ngọc mà tôi nói đẫm nước mắt quý vị ơi, cái đêm đầu tiên trời đỏ ơi chịu không nổi luôn quý vị. Khi em nghe xong mà em tôi nói em không biết phải khuyên cổ như thế nào luôn. Thôi bây giờ em kể câu chuyện này ở đây. À, nếu như quý vị khán giả mà nghe được câu chuyện này thì xin quý vị để cái lợi cái phần bình luận bên dưới đó để quý vị nghĩ cái gì thì quý vị viết để lợi cho cô ấy để cô ấy đọc được chắc chắn là cô ấy sẽ đọc được tại vì em nói rằng bữa nay em sẽ kể câu chuyện của cô ấy lên sóng nhưng mà em sẽ giấu tên cô ấy và cô ấy đã cho phép em kể thì em mới dám kể thì tác giả cho phép em kể quý vị ha thì em xin phép kể câu chuyện như thế này để không làm mất thời gian của đại gia đình mình nữa thì à, à, có một cái cô gái viết thư cho em à, nói rằng là ngọc ơi À, mình là cũng là con gái cho nên là mình cũng rất là thích coi cái kênh kể chuyện của Ngọc. Sau đây là những dòng tâm sự về cuộc sống hôn nhân của mình. Năm nay mình 28 tuổi có lấy một ông chồng người Tây 65 tuổi và những tưởng cuộc sống hôn nhân sang Mỹ sẽ hạnh phúc nhưng nào ngờ đâu. Thì lúc mà cô gái này á, cổ viết cho Ngọc á thì Ngọc cũng không có cảm nhận được nhiều của cho số điện thoại nữa thì lúc đó Ngọc mới nói bữa nào mà tâm sự qua điện thoại đi thì có thể là mình sẽ à, có gì mình nói chuyện với nhau nó dễ hơn thì lúc mà cổ gọi điện thoại cho Ngọc á thì à, cổ nói hết mà cổ vừa nói cổ vừa khóc. À, Ngọc biết không, mình là một người à, lúc ở Việt Nam á mình tham gia Josubit á mình rất là đẹp. Mình đẹp lắm ai mà đàn ông mà nhìn một cái là tao nói hả hớp hồn liền thích liền thích mê luôn nhưng mà mình lại muốn lấy chồng mà người mỹ Đó, lúc mà mình quen cái anh này cái là mình quen ở trên mạng mà anh này thì ảnh thấy con cô gái việt nam thì ảnh chịu liền cái ông cụ này nè 65 tuổi chứ đâu có ít đâu thì ảnh muốn nói ổng ổng là một cái người mà triệu phú ở mỹ chứ không phải người thường cho nên cô này là nghĩ là đến với ông này là nghĩ là ổng là triệu phú giàu có quá đi xe bọt không à ở nhà biệt thự villa ở mỹ không à nếu mà cô này mà sáp lá cà vô ông này là coi như là chuột sa hữu nếp luôn ấm như cái nếp luôn cho nên là cô này cổ đẹp thì cái ông 65 tuổi này lấy một cô người mẫu châu á thì ổng đến vì 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 tình nhưng cô này thì đến với ông này vì tiền đôi bên cùng có lợi cho nên là lúc quá trình mà nói chuyện với nhau á, họ chưa có sống cùng với nhau, chưa sống thử bao giờ. Nên là lúc mà đám cưới sang Mỹ là làm giấy tờ để qua Mỹ rồi mới làm đám cưới bên Mỹ. Thì cái đêm tân hôn đó, trời ơi, cô khóc quá trời khi mà cô nói về cái đêm tân hôn của cổ thì ngọc mới nói thôi bây giờ bạn cứ nín đi tại vì cái tuổi của bạn với tuổi của ngọc cũng gần bằng nhau đó thì mình xưng là bạn bè cho nó thân thiết dễ nói chuyện thì ngọc mới nói chọi bạn lấy tỷ phú rồi là sướng quá trời rồi là mình cứ như mình muốn cái gì được đó thì à, lúc ban đầu đó, thì lúc mà yêu nhau đó, thì cái ông tỷ phú này nè ổng cho cô này tao nói không thiếu cái thứ gì hết nữ trang rồi túi sách hiệu eo vì rồi những chuyến du lịch xa hoa rồi những cái chiếc xe bọt cô này cũng được luôn mà cô này cũng, cũng mới qua Mỹ vậy thôi mà đã cho như vậy rồi thì những tưởng cuộc sống nó coi như mình bữa nay từ đây về sau là mình coi như là không còn như hồi xưa nữa mình biến giống như, như là lột xác thành một người mới một cái cuộc sống sang giàu nó đang trước mắt của mình phơi phới luôn nhưng mà rồi khi mà đêm tân hôn rồi á thì trời đó cơ cô ấy kể mà tới cái khúc này cũng khóc nấc nẹn ngạn ngào luôn ngọc mới nói bạn cứ bình tĩnh đi bạn cứ kể cho mình nghe từ từ đi rồi có gì ấy, mình giúp được cái gì mình giúp chứ bây giờ bạn khóc như vậy mình cũng không biết sao hết thế là cái cô này cổ mới nói rằng là trời ơi ngọc ơi ngọc biết không lúc mà yêu nhau rồi thì mình không có nghĩ gì hết á thì mình cứ nhắm mắt mình lấy đại tại ổng giàu quá ổng là tỷ phú mà Trời ơi, ổng cũng nói chuyện lịch sự lắm Hai người cũng không có hiểu nhau nhiều Chỉ có nhìn nhau thôi Chứ ngôn ngữ thì bất đọc ngôn ngữ mà Nhưng mà do cái cách cô này cổ cười á Cái nụ cười tỏa nắng tụng người Nụ cười của một cô gái người Việt Nam Xinh xắn mà hiền hậu, phúc hậu Cho nên là ông này ổng đem lòng ông yêu mến khi mà cái đêm động phòng á thì trời đó coi mình muốn đi về Việt Nam mình đã quỳ gối xuống mình lại mình xin van xin anh chồng nói là bây giờ á em không có muốn ở đây nữa em muốn về Việt Nam thì Ngọc mới thắc mắc Ủa tại sao kỳ vậy bạn lấy tỷ phú là coi như là cuộc đời của bạn là coi như là linh hương luôn rồi cuộc đời quá sung sướng rồi giàu có luôn mà tại sao lại 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 muốn về Việt Nam mà tại sao lại khóc van xin chồng và cái điều gì đã xảy ra trong đêm hôm ấy bạn cứ bình tĩnh bạn kể cho Ngọc nghe từ từ được không thì cái cô gái này lại khóc nữa khóc to hơn nữa và nói rằng là lúc mà cái đêm tân hôn đó là hả mình nó thiệt đó. Ngọc có tưởng tượng đi bây giờ mình nói chuyện mua điện thoại thì mình không thể nào mình diễn tả được cái đó nó như thế nào nhưng mà cái của quý của ông chồng của mình đó, nó to lắm nó bự lắm mà mình không có biết trước đó thì Ngọc nói, tới khúc này là mình hơi hơi mắc cười rồi nhưng mà mình không dám cười mình tém tém lại cười thì nó vô duyên quá tại người ta khóc mình cười chứ thật ra là mắc cười dữ lắm luôn tại vì bà này bà được cái gì mà tao nói nhiều người mơ ước mà không có mà bà có mà bà bắt cũng bắt khóc á là hay văn sinh là sao thì ngọc mới hỏi tiếp thì cô này có nói đó bạn tưởng tượng đi bây giờ á mình bạn diễn tả nha cái này là như vậy ha rồi còn, còn thêm ba ba ngón tay vô chụm lại đó là để thấy được cái, cái đường kính cái kích thước nó như thế nào trời ơi mình mình thấy như vậy mình sợ quá rồi thì mình mới mới lại mình nói thôi bây giờ em á ly dị với anh ngay từ bây giờ á mình cho tha cho em để em về Việt Nam sống với ba mẹ em đi, em không có muốn ở Mỹ với đâu. Em không có dám mơ mộng Mỹ nữa đâu. Thì à, mình mới tại sao vậy? rồi ơi, nhưng mà tại sao bạn lại nói như vậy rồi ông chồng của bạn nói gì? Thì à, lúc đó đó ông chồng ổng mới im lặng và ổng không nói gì hết. Ổng mới đứng lên ổng đi, ổng đi ra ngoài ổng hút đứa thuốc thì bây giờ mình phải làm sao Ngọc ơi bây giờ mình muốn về Việt Nam quá Thì Ngọc ấy nói trời ơi bây giờ nói thật với bạn á Là khi mà nghe cái lời nói á thì mình cũng không có ngờ nó to như vậy thì khi mà kể vậy thì mình chỉ biết vậy thôi chứ mình cũng chưa thấy rằng sao nhưng mà mình cũng hơi mắc cười ở đây nè tại vì cái giấc mơ mỹ là một cái điều mà cô ấy mơ ước ấp ủ từ hồi nhỏ mà khi sang đến mỹ rồi thì chỉ vì một cái chuyện bé tí tẹo từ tèo đó thôi thì đã không không có chịu nổi cái cú sốc đó và muốn đi về việt nam và mình nói thật là mình cũng không biết khuyên như thế nào hết tại vì đây là một cái cuộc hôn nhân nó rất là quan trọng nó liên quan đến cả cuộc đời của cô ấy nếu như mình đưa ra những cái lời nói những cái lời khuyên nó không hay thì cả cuộc đời người ta sẽ ôm hận cho nên là mình cũng không có dám nói gì mình cứ nói là cái này là cuộc hôn nhân của bạn bạn từ ý bạn quyết định bạn nhắm mắt là bạn tưởng tượng rằng bạn có yêu anh ấy không yêu ông ấy không nếu bạn yêu thì bạn tiếp tục bạn sống còn nếu không thì bạn cứ về với gia đình của mình đó thì vậy mình cũng còn trẻ mình cũng còn nhiều cánh cửa nó mở ra cánh cửa này nó khép lại thì cánh cửa khác nó mở ra chứ không phải là mình ly hôn thì cuộc sống của mình nó chấm hết cho nên là à, em cũng xin phép cộng đồng mạng nếu mà có nghe câu chuyện này thì xin cho cô ấy những cái lời khuyên quý vị ha xin cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện của em xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha xin chào